Cô thân ái, chào các em đã đến với môn văn chương trình mới cho học cơ sở. Ngày hôm nay cô sẽ hướng dẫn các em đi tìm hiểu văn bản số 3 thuộc bài 2 với chủ điểm gõ cửa trái tim. Đó chính là văn bản Bức tranh của em gái tôi của tác giả Tạ Duy Anh, sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 tập 1 trang 48 thuộc bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống. Trong bài này, cô sẽ giúp các em hiểu được tình cảm của người em có tài năng dành cho người anh của mình, những nét đặc sắc trong nghệ thuật miêu tả tâm lý nhân vật và trong nghệ thuật kể chuyện, cũng như cách thể hiện vấn đề giáo dục nhân cách không khô khan, giáo huấn mà với những cái từ ngữ rất là tự nhiên, sâu sắc qua cái sự tự nhận thức của nhân vật. Chúng ta sẽ đọc diễn cảm phù hợp với tâm lý của nhân vật trong văn bản này. Chúng ta đọc hiểu văn bản truyện hiện đại có yếu tố tự sự kết hợp với miêu tả tâm lý nhân vật. Qua bài này chúng ta sẽ kể được tóm tắt chuyện trong những cái nội dung cô đọng nhất. Và chúng ta sẽ có thái độ phù hợp đối với trong cuộc sống, tự hoàn thiện nhân cách của mình. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu văn bản các em nhé. Đầu tiên là phần tìm hiểu chung, chúng ta sẽ đi tìm hiểu một vài nét tri thức về tác giả Tạ Duy Anh. Tác giả Tạ Duy Anh sinh năm 1959, quê ở Hà Tây, Hà Nội. Ông là một cây bút trẻ trong thời kỳ đổi mới. Một số tác phẩm tiêu biểu của ông như là Thiên thần sám hối, truyện ngắn Bức tranh của em gái tôi mà hôm nay chúng ta sẽ đi tìm hiểu, tự truyện Dưới bàn tay vô hình, tiểu thuyết Bước qua lời nguyền. Ông là một tác giả rất nổi tiếng của thời kỳ đổi mới. Tiếp theo chúng ta sẽ đi tìm hiểu tác phẩm Bức tranh của em gái tôi. Về phần xuất xứ, tác phẩm đã đoạt giải nhì trong cuộc thi viết Tương lai vẫy gọi của báo Thiếu niên Tiền phong, được in trong tập Con dế ma, xuất bản năm 1999. Truyện ngắn Bức tranh của em gái tôi được chia làm 4 phần. Phần đầu tiên, các em chú ý trong sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 tập 1 trang 48 là từ đầu đến em không phá được. Nội dung là giới thiệu về nhân vật người em. Phần 2 tiếp theo đến, chú còn hứa sẽ giúp em gái tôi để nó phát huy tài năng. Nội dung là người em bí mật vẽ tranh và tài năng của em được phát hiện. Ở phần thứ ba là từ tiếp theo đến nó như chọc tức tôi. Đây là tâm trạng thái độ của người anh trước tài năng của người em. Thứ tư, đó là chính là phần còn lại của văn bản. Với nội dung người em đi thi, câu chuyện về bức tranh đoạt giải và sự hối hận của người anh. Sau đây chúng ta sẽ đi tìm hiểu chi tiết văn bản này nhé. Cô sẽ chia thành hai nội dung chính, hai cái luận điểm chính. Chúng ta sẽ không đi tìm hiểu theo cái phần bố cục mà cô đã chia, mà chúng ta sẽ đi tìm hiểu hai luận điểm chính. Đầu tiên, chúng ta sẽ đi tìm hiểu về diễn biến tâm trạng của người anh trước khi mọi người phát hiện ra tài năng của em mèo. Người anh đã ưu ái đặt tên cho người em một cái biệt danh, đó chính là mèo. Một cái tên rất là dễ thương, thể hiện sự yêu thương của người anh dành cho người em. Tiếp theo là người anh tỏ ra khó chịu khi thấy em hay lục lọi trong đồ trong nhà, và anh cũng hiểu được là đấy là sở thích của người em. Thấy em gái tự mày mò chế ra màu vẽ, cậu ta âm thầm theo dõi nhưng coi đó chỉ là trò nghịch ngợm của trẻ con, thường xuyên bắt bẻ em. Khi phát hiện ra bí mật và người anh luôn theo dõi người em xem người em làm những gì. Trước khi mọi người phát hiện ra tài năng của em mèo thì anh trai của em mèo cảm thấy là với một thái độ là anh luôn quan tâm tới em này, một phần vừa tò mò trước những cái việc làm của em gái, một phần là cũng dành tình cảm của một người anh trai dành cho một người em gái. Chị coi hành động của em gái là một trò ngỗ nghịch và dễ thương. Tiếp theo chúng ta sang với phần B, đó là khi tài năng hội họa của em mèo được phát hiện. Tài năng hội họa của em mèo được phát hiện bởi chú Tiến Lê. Chú nhận xét em mèo có tài năng hội họa này, là một đứa trẻ có năng khiếu hội họa. Và bố mẹ khi nghe tin thì rất là vui mừng, ôm thóc mèo lên và xúc động. Nhưng riêng anh trai của mèo thì thấy thế nào? Anh trai thì cảm thấy mình là một người bất tài, bị đẩy ra ngoài và chỉ muốn khóc thôi. Còn cảm thấy là bản thân mình chẳng có một cái tài năng, một năng khiếu gì cả. Anh trai không thân với em như trước kia nữa, lại còn hay gắt với em, làm một việc coi khinh
Em đó chính là lén xem tranh của em, nhưng trong khi trong quá trình anh lén xem tranh của em thì anh đã cảm thấy rất là cảm phục tài năng của em gái mình. Anh trai là một người rất là tự ti, mặc cảm với bản thân của mình vì không có một tài năng như em, và em gái của mình thời gian này thì được mọi người coi trọng, còn mình thì không được mọi người để ý đến. Và sau khi xem bức tranh của em gái mình thì người anh trai có tâm trạng như thế nào? Chúng ta sẽ cùng đi tìm hiểu nhé. Anh ta giật sững người ngỡ ngàng, bất ngờ vì không nghĩ bản thân mình là nhân vật chính được em gái đưa vào trong tác phẩm của nó. Người anh cảm thấy hãnh diện, mình là một người anh trai của một người em gái rất là tài năng vì mình được vẽ trong tranh của em mình. Cái bước tâm trạng thứ hai chuyển biến sau khi hãnh diện đó chính là cái sự xấu hổ, thái độ ích kỷ, cách cư xử với em gái của mình trước kia và cả sự hãnh diện trước trước khi mà mọi người phát hiện ra tài năng của em gái mình. Người anh trai chỉ muốn khóc và nhận ra điều mình làm chưa đúng, thật là tủi thân khi hiểu được tấm lòng của em gái dành cho mình. Anh ta giật sững người, bám chặt lấy tay mẹ, nhìn như thôi miên vào dòng chữ bức tranh, trên bức tranh, anh trai tôi. Khi mẹ hỏi thì anh ta không trả lời. Tất cả những cái thái độ, cảm xúc, hành động của nhân vật tôi, đó chính là nhân vật của người anh, cho thấy người anh đã thay đổi cái nhìn về em, cảm phục, xấu hổ và yêu quý em hơn, không phải chỉ vì tài năng mà còn là tấm lòng nhân hậu của em. Rất tự hào, hãnh diện vì bức tranh được thể hiện rất là đẹp, được nhiều người chiêm ngưỡng. Tiếp theo, chúng ta sẽ đi tìm hiểu sang nhân vật Kiều Phương, đó chính là nhân vật mèo được đặt với biệt danh là nhân vật mèo. Kiều Phương là một cô bé ngây thơ và hồn nhiên. Em được đặt với biệt danh là mèo và em rất là thích thú khi khi được bạn bè gọi mình với biệt danh như đó, như thế. Em thích lục lọi, hay bôi bẩn lên mặt và tự chế thuốc vẽ. Em vừa làm vừa hát này, rất là dễ thương. Khi bố mẹ phân công cho công việc thì em vừa làm vừa hát. Kiều Phương là một cô bé hồn nhiên, ngây thơ, trong sáng, tinh nghịch và có tài năng hội họa. Tiếp theo, một đặc điểm nổi bật nhất ở nhân vật Kiều Phương đó chính là cô bé có tài năng hội họa. Cô bé thường chế ra những màu vẽ với màu sắc khác nhau, đỏ, vàng, xanh, đen. Qua lời khen của chú Tiến Lê và qua sự ngạc nhiên của bà mẹ Kiều Phương thôi, ta cũng đủ thấy rõ rằng anh chị có phúc lớn rồi. Anh có biết con gái anh là một thiên tài hội họa không? Và thái độ của người thân trong gia đình khi phát hiện ra tài năng hội họa của em. Ba em thì hết sức là ngạc nhiên. Con gái tôi vẽ đây ư? Chả lẽ lại đúng là nó, cái con mèo hay lục lọi ấy? Ôi, con đã cho bố một bất ngờ quá lớn. Còn mẹ của Kiều Phương thì không kìm được cảm xúc trước lời khen của họa sĩ Tiến Lê dành cho con gái của mình. Và Kiều Phương đã được khẳng định được tài năng của em qua bức tranh em vẽ và đoạt giải nhất trong trại thi vẽ quốc tế. Ở Kiều Phương, em là một cô bé sống tình cảm, trong sáng và có lòng nhân hậu. Em luôn yêu mến anh trai của mình, luôn coi anh trai là một hình mẫu lý tưởng của mình, rất là thân thiết với anh. Và lời của người anh trai muốn nói với mẹ mình ở cuối tác phẩm là lời khẳng định về tâm hồn của nhân vật Kiều Phương. Không phải con đâu, đấy là tấm lòng. Và lòng nhân hậu của em con đấy. Dòng chữ anh trai tôi đã khiến người anh trai nhận ra rằng mình đã rất là hối hận khi đã ích kỷ với em gái của mình. Sao dưới mắt của em tôi lại hoàn hảo đến thế ư? Tôi nhìn như thôi miên vào dòng chữ trên bức tranh anh trai tôi, vậy mà dưới mắt tôi thì người anh trai cảm thấy vô cùng xúc động khi được chiêm ngưỡng bức tranh của em gái mình, tình cảm của em gái mình dành cho mình, tình cảm của người anh dành cho người em dành cho người anh, tình cảm của gia đình lúc này đã trở thành một điều thiêng liêng nhất trong tác phẩm này. Kiều Phương là một cô bé có tài năng, đáng yêu và là một người rất là tốt tính.
Như vậy, chúng ta sẽ cùng đến với phần tổng kết về nội dung và nghệ thuật của tác phẩm các em nhé. Về phần nghệ thuật, ở đây tác giả đã miêu tả tâm lý của nhân vật qua ngôi thứ nhất. Qua cái cách kể của nhân vật tôi là nhân vật người anh. Người anh vừa gần gũi đáng tin, vì luôn là một trải nghiệm được kể lại. Người anh đã kể lại toàn bộ những cái sự việc mà mình chứng kiến, diễn biến tâm trạng của người anh khi được chứng kiến tác phẩm tuyệt tác của em mình, khi được cảm nhận được tình cảm của em dành cho mình, anh đã rất là xúc động này, rất là xấu hổ, hãnh diện và còn có chút ngại ngùng nữa đấy. Về phần nội dung, tác phẩm này nội dung chính là đề cao tình yêu thương gia đình giữa hai anh em, đề cao tình cảm trong sáng nhân hậu và đó luôn là điều lớn hơn, cao cả hơn lòng ganh ghét đố kỵ. Các em ạ, trong cuộc sống của chúng ta, đôi khi ganh ghét đố kỵ không phải là một điều tốt. Bởi vì sao? Bởi vì đó là một cái tính xấu mà chúng ta không nên có trong mình. Chúng ta sẽ luôn nhìn người khác, luôn nhìn vào những điểm tốt của người khác để học tập, để lấy làm kinh nghiệm cho bản thân các em nhé. Như vậy là chúng ta đã cùng đi tìm hiểu về nội dung của văn bản bức tranh của em gái tôi của tác giả Tạ Duy Anh, sách giáo khoa ngữ văn lớp 6 tập 1 trang 48. Các em hãy bấm like, share và follow môn ngữ văn chương trình mới trung học cơ sở để theo dõi các bài giảng tiếp theo các em nhé. Chúc các em học tốt và hẹn gặp lại các em trong những video bài giảng tiếp theo.